Tình tiết tăng nặng vụ người phụ nữ đầu độc nhiều người thân bằng cyanua. Chị của cô gái Lương Hải Như nói gì trong suốt 2 năm vẫn chưa tìm được em. Bắt giữ hot girl tàng trữ ma túy và ông trùm đứng sau ở Phú Thọ. Nữ nhân viên quán karaoke mắc bạch hầu, tiếp xúc ca tử vong ở cùng phòng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ việc người phụ nữ đầu độc nhiều người thân của mình bằng cyanua ở Đồng Nai hiện đang gây xôn xao dư luận bởi sự tàn nhẫn tới mất nhân tính của nghi phạm. Theo lời khai, việc đầu độc người thân của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống gia đình. Càng phẫn nộ hơn khi cung cấp lời khai trước cơ quan chức năng, thái độ lạnh lùng của Bích khiến nhiều người phải rùng mình. Qua lời khai của đối tượng về động cơ gây án, chuyên gia pháp lý đánh giá trong vụ việc này có nhiều tình tiết tăng nặng. Như đã đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, liên quan đến vụ án sát hại người thân bằng chất độc cyanua tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Tại cơ quan công an, đối tượng đã có những lời khai ban đầu về hành vi phạm tội của mình. Chỉ nhớ là khoảng đầu tháng 2 năm 2023, không còn nhớ ngày và nhớ thứ nữa. Tôi mở tủ trong nhà vệ sinh, trong cái hộc tủ mà để lấy bình thuốc cyanua ra. Tay trái và tay phải tôi cầm cái viên nhộng đó mới hất cái... Cầm hết cái thuốc cyanua vào, chứ không dùng gì múc vào hết, tự hất vào. Và khi cảm thấy vừa đủ là tôi đậy lại. Và sau đó tôi lại để cái viên thuốc đó vào trong cái bịch thuốc của chồng tôi uống. Và cho đến trưa chồng tôi đi đâu đó về thì tôi không nhớ rõ nữa. Thì tôi thấy chính mắt tôi đã nhìn thấy chồng tôi uống liều thuốc đó. Và có viên thuốc cyanua có độc trong đó. Theo đó, tháng 6 năm 2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc rửa nhà, mua bồn rửa bát. Tức tối trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng cyanua đầu độc cháu ruột NHBT, 18 tuổi, con chị dâu. Tại cơ quan công an, Bích còn khai nhận trước đó đã sát hại chồng và hai cháu ruột khác cũng bằng chất độc này. Cụ thể, giữa tháng 10 năm 2023, Bích bỏ cyanua vào thuốc cho chồng uống. Vài ngày sau đó thì người này tử vong. Riêng về việc đầu độc chồng, tại cơ quan công an, Bích lạnh lùng khai nhận lại toàn bộ sự việc ngày cho uống thuốc độc để cho chồng uống. Cụ thể, Bích cho biết khoảng tháng 10 năm 2023, tôi mở hộc tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua ra. Tay trái và tay phải tôi cầm viên thuốc con nhộng đó hất thuốc cyanua vào vừa đủ, thì tôi đậy lại và sau đó tôi để viên thuốc đó vào bịch thuốc của chồng hay uống. Vào buổi trưa khi chồng tôi về nhà, thì chính mắt tôi đã nhìn thấy chồng tôi uống liều thuốc đó và có viên thuốc cyanua có độc trong đó. Bích khai nguyên nhân là do chồng vướng vào cờ bạc nên nảy sinh ý định hạ độc. Ngoài ra, do mâu thuẫn với em gái, Bích đã đầu độc hai người cháu khác vào giữa năm 2024. Từ lời khai trên, cơ quan chức năng đã tìm ra được vật chứng là bình cyanua được Bích giấu tại nghĩa trang gần nhà. Bên trong có chứa tinh thể, trọng lượng khoảng 0,7kg. Theo Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường. Bích đã chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn xác định nghi phạm Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Đặc biệt trong vụ án này, sau khi chồng và con của Bích qua đời, đối tượng được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này, Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Với những tình tiết qua lời khai của nghi phạm, khai nhận về hành vi đầu độc các người thân của mình, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường đã có những chia sẻ pháp lý về vụ án trên. Được biết, cyanua là chất độc cực mạnh. Nếu nhiễm độc cyanua cấp tính, bệnh nhân sẽ tử vong sau vài giây hoặc vài phút khi nhiễm độc với liều lượng 50-150mg. Chất độc này khi vào cơ thể sẽ hấp thụ vào máu rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Luật sư Cường cho biết, đây là loại hóa chất kinh doanh có điều kiện, có sự quản lý nghiêm ngặt của cơ quan nhà nước. Nếu người nào biết rõ độc tính của loại hóa chất này nhưng vẫn sử dụng nhằm mục đích xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác sẽ bị xử lý về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Dưới góc độ pháp lý, với những người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình có thể xâm phạm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân tử vong xảy ra, đó là hành vi sát hại người. Liên quan đến vụ việc, ông Cường cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định gia đình nghi phạm có nhiều người đã tử vong với cùng triệu chứng giống như trúng độc. Sau khi bị tạm giữ, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra cũng thu thập được một số vật chứng của vụ án là cyanua có khả năng dẫn đến việc các nạn nhân tử vong. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân các nạn nhân tử vong có phải do cyanua không.
những hóa chất thu giữ được có phải là hóa chất có trong cơ thể của các nạn nhân hay không, và tiếp tục thu thập các chứng cứ để chứng minh nghi phạm này là người sử dụng chất độc để sát hại các nạn nhân, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội là đầu độc chồng và ba cháu của mình. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ lời khai có phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được hay không, động cơ mục đích thực hiện hành vi là gì, và đặc biệt xác định nạn nhân tử vong có phải do bị đầu độc không. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, với diễn biến sự việc như trên, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự là có căn cứ. Tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự có khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, trường hợp bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc động cơ đê hèn, sát hại từ 2 người trở lên. Về tình trạng sức khỏe của cháu NHBT, 18 tuổi, bị cô ruột đầu độc, hôn mê, sau gần một tháng điều trị đã hồi phục và nay được xuất viện. Tuy nhiên, vì chất độc có ảnh hưởng đến não, gây yếu liệt cơ, nên sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục vật lý trị liệu để hồi phục cơ, đồng thời cần được kê thuốc, nâng đỡ thể trạng. Những tình tiết nghi phạm đầu độc các nạn nhân đều rất phức tạp và nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ động cơ và cách thức sát hại người của đối tượng. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Vụ án cô gái tên Lương Hải Như mất tích bí ẩn từ 2 năm trước vẫn là một vụ án nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khi gia đình và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều cách để tìm kiếm, nhưng mọi thông tin vẫn trở nên vô vọng. Hơn ai hết, gia đình luôn mong ngóng nhận được các tin tức về con gái. Vào tối ngày 5 tháng 7 vừa qua, một bộ hài cốt được tìm thấy tại một ống cống thi công công trình trên quốc lộ 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, khiến nhiều người đồn đoán đây có thể là thi thể của cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn. Sự việc xảy ra một lần nữa, gia đình lại không ngừng hy vọng, mong ngóng đợi chờ tin tức chính thức từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến tối ngày 6 tháng 7, cơ quan công an đã có thông tin đang tìm kiếm người liên quan là nam giới và đang tiến hành các thủ tục giám định ADN để cho kết quả chính xác cuối cùng. Thông tin đồn thổi hải cốt trên là của Hải Như là chưa có căn cứ. Trước sự việc qua, chị Lương Quỳnh Như, chị gái của cô gái Lương Hải Như cho biết, từ tối hôm có thông tin phát hiện bộ hài cốt tại ven quốc lộ 6, cả gia đình dường như không ngủ. Mọi người đều trông ngóng cơ quan chức năng công bố thông tin với hy vọng đó chính là cô em gái của chị mất tích cách đây 2 năm. Sau khi cơ quan chức năng có thông tin chính thức, bộ hài cốt dù không phải của em gái cô thì gia đình vẫn luôn hy vọng sớm tìm được Hải Như. Chị Quỳnh Như cho hay, hôm qua khi nghe tin cơ quan chức năng đang tìm kiếm người đàn ông liên quan đến sự việc nói trên, gia đình tôi và tôi đều rất buồn. Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa hết hy vọng tìm được Hải Như dù rất mong manh, bởi chỉ đến khi có kết quả giám định ADN thì mới là chính xác nhất. Chị gái Hải Như cũng chia sẻ thêm, trong thời gian em gái mình mất tích, nhiều đối tượng đã lợi dụng để trục lợi, đặc biệt có nhiều người xuyên tạc, công kích khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Bản thân chị đang bị trầm cảm. Thông tin thêm, chị Như cho biết, suốt 2 năm qua, gia đình vẫn không bỏ cuộc trong hành trình tìm kiếm cô gái 23 tuổi. Như tin đã đưa, tối 14 tháng 7 năm 2022, Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến 21 giờ cùng ngày, gia đình cô gái 23 tuổi mất liên lạc với Như. Qua thiết bị điện thoại có định vị, người nhà Hải Như phát hiện cô di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức. Đến ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan tội phạm. Thời gian sau đó, nhiều cuộc tìm kiếm trục vớt thi thể đã được triển khai từ phía gia đình, cơ quan chức năng và các đơn vị thứ ba, tuy nhiên kết quả không khả quan. Liên quan đến Hải Như, người nhà cho biết trước khi Như mất tích, cô gái 23 tuổi từng có quan hệ tình cảm với Tống Nguyên Tiến, 25 tuổi. Hai người sau đó có mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên dừng việc yêu đương. Trong quãng thời gian sau khi chia tay, Tiến từng hành hung, chặn đường Hải Như đã bị cơ quan chức năng can thiệp. Ngay sau khi Hải Như mất tích, Tiến cũng được phát hiện đã chấm dứt mạng sống tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong vụ án này còn nhiều ẩn khúc mà gia đình cô gái Lương Hải Như đang nỗ lực tìm kiếm sáng tỏ. Liệu rằng sự thật đang bị che giấu thực chất như thế nào? Những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Mới đây, cơ quan công an thành phố Việt Trì đã bắt giữ một cô gái trẻ đang buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Từ bắt giữ cô gái, các lực lượng chức năng đã truy vết ra ông trùm chuyên bán ma túy cho các con nghiện. Ngày 8 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Việt Trì đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kiều Xuân Việt và Vàng Thị Minh Ánh về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó vào 20 giờ 15 phút ngày 16 tháng 6 năm 2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông tại tổ 23, khu Lăng Đài, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang Vàng Thị Minh Ánh, sinh năm 2007, đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 viên nén màu trắng, có 2 túi ni lông, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, Vàng Thị Minh Ánh khai nhận đây là các loại ma túy tổng hợp. Kết quả trưng cầu giám định xác định 2 viên nén màu trắng là ma túy tổng hợp MDMA, khối lượng 0,865g, 2 túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng là ma túy ketamine, khối lượng 1,467g. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an thành phố Việt Trì thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ Kiều Xuân Việt, sinh năm 1997, đã bán trái phép chất ma túy cho Vàng Thị Minh Ánh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiều Xuân Việt. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 1,278g ma túy ketamin. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang vừa ghi nhận ca bệnh bạch hầu là một trong hai người đã tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Được biết, bệnh nhân là một nữ sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện Bắc Giang không còn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương này vừa phát hiện ra một trường hợp dương tính với bạch hầu, loại bệnh nhiễm trùng nhiễm độc, lây theo đường hô hấp và có khả năng gây dịch. Trường hợp vừa có kết quả dương tính với bạch hầu là Mông Thị B, 18 tuổi. Chị B hiện tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có địa chỉ thường trú tại xã Phả Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 6 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Giang nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An về trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, đó là chị Mông Thị B và chị MTS, cùng 18 tuổi. Ngay sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tiến hành giám sát điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bước đầu từ ngày 25 đến 28 tháng 6, chị B và S về Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong. Đến ngày 1 tháng 7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đến ngày 5 tháng 7, khi biết thông tin bạn cùng phòng tử vong do bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, chị B và chị S chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Sau khi xác định dương tính với bạch hầu, chị B được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội điều trị, do hiện tỉnh Bắc Giang không còn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu. Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ Quốc Hiệu yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao, tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, thực hiện cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Mỗi mẫu bệnh phẩm được lấy cách nhau 24 giờ và không quá 24 giờ sau khi điều trị kháng sinh. Hiện chị S và các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh B đã được đưa vào khu vực cách ly. Theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, các trường hợp này được điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Các đơn vị chức năng tại Bắc Giang cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh bạch hầu xảy ra, yêu cầu người dân khi có những triệu chứng như ho, khó thở, sốt đến ngay trạm y tế để được khám và tư vấn, chuyển tuyến kịp thời, không được tự ý điều trị tại nhà. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh bạch hầu trong nước và trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ km 31 quốc lộ 3 đến di tích ATK Định Hóa có tổng mức đầu tư hơn 302 tỷ đồng, triển khai từ cuối năm 2021. Công trình thuộc nhóm B có quy mô đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, bề rộng mặt đường là 8m. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số đoạn tuyến, các nhà thầu đang tiếp tục triển khai giải cấp phối đá răm, thi công các hạng mục phụ. Trong khi đó, trên tuyến một số vị trí đã cơ bản hoàn thành. Ngày 8 tháng 7, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Điển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Yên cho biết, gói thầu số 2 qua địa bàn xã có chiều dài hơn 2 km, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiếp tục triển khai thi công. Gói thầu số 1 đang chuẩn bị triển khai. Dự án hoàn thành sẽ tạo cơ sở hạ tầng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Vì không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên hàng chục năm qua, những doanh nghiệp sản xuất ở cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắng Tây đã xả thải trực tiếp nước thải ra môi trường, gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm, hàng nghìn hộ dân. Chục năm qua, hàng trăm hộ dân sống gần cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắng Tây
phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi nước thải và khí thải phát tán ra môi trường. Người dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi chính quyền các cấp, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện. Ghi nhận tại tuyến kênh chìm gần cụm công nghiệp Làng Nghề tỉnh An Tây cho thấy nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nói chung là cái việc ô nhiễm môi trường của cụm công nghiệp Làng Nghề An Tây này thì nó rất là nặng nề. Nó thứ nhất là nó thở ra là một cái chất thở không qua xử lý. Thứ hai là đốt khí rất là hôi thối, gây bốc mùi và ảnh hưởng nhân dân ở đây rất là nhiều. Và nhất là trẻ nhỏ thì nói chung là ngạt mũi, sổ mũi, đau. Và cái mùi này thì chắc là sống không nổi, khu dân cư ở đây là nó thật sự là sống không nổi. Và đã kiến nghị và nhiều cấp trên nhiều lần tiếp xúc cử tri, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà chưa thấy cấp trên giải quyết cho nhân dân. Cụm công nghiệp Làng Nghề tỉnh An Tây hiện có 16 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều doanh nghiệp ở đây sản xuất các mặt hàng có mức độ gây ô nhiễm cao như nhựa, bao bì, giấy. Theo thông tin từ Sở Công Thương, việc đầu tư hạ tầng ban đầu ở cụm công nghiệp Làng Nghề tỉnh An Tây chưa đồng bộ và chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, hạ tầng bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đang hoạt động ở đây không đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Theo chính quyền địa phương, thì rất nhiều sự cố môi trường đã từng xảy ra tại cụm công nghiệp Làng Nghề tỉnh An Tây. Vì không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp đã lén lút xả thải ra hệ thống kênh chìm phía sau cụm công nghiệp. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, Sở Công Thương kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nơi có cụm công nghiệp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Khi mà đến mùa hè, mùa mà nước còn thành nhôm cát là cái nguồn nước nó ảnh hưởng tới cái khu các xã phía đông bắc của thành phố Nghệ đó, là gây là cháy, có cháy hàng loạt, gây ô nhiễm nguồn nước của người dân đó, nên là người dân rất là bức xúc về việc này. Ghi nhận tại khoa đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chú Đặng Quang Anh ở Hưng Yên lo lắng không yên, túc trực bên giường bệnh chăm sóc bố năm nay đã 84 tuổi đang gặp tình trạng đột quỵ. Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến thể trạng của những người cao tuổi như ông cụ suy giảm đi rất nhiều. Cơ thể ông mệt mỏi, hoạt động không nhanh nhẹn như thường ngày. Khi người nhà phát hiện ông vào cơn đột quỵ, ông có triệu chứng méo miệng, liệt nửa người. Ông năm nay là 84 tuổi. Ông đột quỵ lần đầu tiên. Khi phát hiện được là hai ông bà sống với nhau thì bà thấy ông khó chịu. Thì khi ông gọi bà thì bây giờ ú ớ rồi. Thì khi bà mới tóa hỏa mất tầm khoảng hơn tiếng sau mới chạy sang gọi hàng xóm. Thì khi anh em con cháu đổ về thì đã thấy ông mồm đã méo và đã bị liệt nửa người. Người cao tuổi là một trong những đối tượng nguy cơ cao đột quỵ bên cạnh những nhóm đối tượng như người bị tiểu đường, người mắc bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, người thừa cân, béo phì, người ít vận động. Đặc biệt, nguy cơ càng tăng cao với những đối tượng này khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Bác sĩ tại khoa đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa nắng nóng và nguy cơ đột quỵ. Chúng ta biết là đột quỵ có hai thể, đó là chảy máu não và nhồi máu não. Các cái nghiên cứu mà gần đây trên thế giới thì cứ tăng lên 1 độ C, số ca chảy máu não tăng lên là 24%, nhồi máu não thì tăng lên tới 36%. Khi mà thời tiết nắng nóng thì cơ thể là sẽ mất nhiệt, khi đó thì có thể gây nên cái tình trạng mất nước, rối loạn điện giải. Cái người bệnh mà có bệnh nền như huyết áp, tiểu đường là sẽ thay đổi về nhịp tim, thay đổi về huyết áp, thì khi đó thì cái nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên. Với tính chất nguy hiểm của bệnh lý đột quỵ, bác sĩ đã khuyến cáo những dấu hiệu dễ nhận biết nhất để người xung quanh kịp thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế khi phát hiện. Thứ nhất là về thăng bằng, ví dụ bệnh nhân là người bình thường mà đang bình thường đột ngột, bị choáng, ngất hay là mất thăng bằng. Thứ hai là về cái thị lực, bệnh nhân có thể là mất thị lực một phần hoặc mất thị lực hoàn toàn, đột ngột xảy ra. Thứ ba là về khuôn mặt, chúng ta quan sát khuôn mặt mà tự nhiên bị lệch, bị méo. Đó, thứ tư là về cái tình trạng vận động như là yếu chân hoặc là yếu tay, bệnh nhân không thể giơ tay lên được, không thể cầm nắm được đồ vật. Đó, tiếp theo là về lời nói. Khi mà chúng ta có cái lời nói méo tiếng hay là nói ngọng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt diện rộng.
Bác sĩ khuyến cáo với những đối tượng nguy cơ cao nên lưu ý tránh hoạt động ngoài trời trong khung giờ 10 đến 16 giờ hàng ngày để tránh những rủi ro về sức khỏe. Chương trình trải nghiệm đánh bóng chày Nhật Bản được diễn ra tại khu vực công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày 7 tháng 7. Trong chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm tập chơi bộ môn bóng chày của Nhật Bản. Trong đó, người chơi sẽ được trải nghiệm hai hoạt động là dùng gậy để đánh bóng chày và ném bóng vô vùng trốn bóng. Số lượng người tham gia trò chơi sẽ không bị giới hạn. Đây là cũng là lần đầu tiên mà em thử được cái cảm giác mà quánh bóng. Thì ban đầu thì hơi run nhưng mà sau khi mà đánh thì cảm thấy rất là phấn khởi và rất là thích thú. Qua những cái hoạt động mà thể thao này thì giúp em kiểu cũng là nâng cao được cái sức khỏe của mình, thì cũng như là giao lưu được với nước mình cũng như là nước Nhật Bản. Thì qua đây thì em cũng muốn là thành phố mình sẽ tổ chức được nhiều cái lễ hội hoạt động này nhiều hơn. Trò chơi sẽ được hướng dẫn bởi các vận động viên bóng chày đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Người chơi được hướng dẫn tư thế, kỹ thuật đánh và ném bóng. Bóng được sử dụng cũng là loại bóng mềm. Khu vực trải nghiệm có lưới bao quanh để đảm bảo độ an toàn. Thì bọn anh tới từ hội bóng chày GBVA và bóng chày đó hiện tại đang chơi chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đợt này bọn anh mang đến trải nghiệm này hai cách trải nghiệm bóng chày, một là dùng chày để đánh banh, một trải nghiệm nữa là dùng banh để ném vô cái vùng strike zone. Thì em mong muốn là những người có thể chưa biết bóng chày tới có thể chơi bóng chày nhiều hơn, biết tới bóng chày nhiều hơn để mở rộng môn bóng chày tại Việt Nam. Những người chơi xuất sắc sẽ được ban tổ chức dành tặng các phần quà gồm hình dáng, gậy bóng chày đồ chơi và áo thun chính hãng. Dịp lễ hội này, ngoài trải nghiệm bóng chày Nhật Bản, người dân và du khách còn được giao lưu điệu nhảy Bon Odori và múa sạp, giao lưu trà rạo Nhật Bản, trà thức Việt Nam cùng các đoàn nghệ sĩ trình diễn truyền thống và hiện đại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.